vườn anh thảo ở thôn 5 xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã áp dụng phương pháp khai thác mủ cao su bằng khí vào đầu năm 2021. Sau một thời gian dài tìm hiểu và đi tham quan những vườn áp khí trên địa bàn từ năm 2018 đến nay, anh đã nhận thấy những ưu điểm và nhược điểm của phương pháp này. Anh đã liên hệ với đại lý vạn năng của công ty Vườn Xanh Tốt thuộc huyện Bù Đăng để lắp đặt thiết bị. Anh áp dụng phương pháp khoan lấy mủ bằng khí của công ty Vườn Xanh Tốt này được bao nhiêu lâu rồi ạ? Vườn của tôi dùng đến hôm nay là được hơn một tháng khí, tức là lần chóp là chóp thứ hai thay chóp á, tức là mấy lần chóp là lần chóp thứ hai. Chu kỳ cạo thì khoan là khoan lần một của chu kỳ chóp thứ hai, mới được có tính ra mới được một tháng mấy ngày à. Anh thấy cái công việc của cái môn áp khí này nó như thế nào? Công việc thì nó bình thường thôi, nó cơ bản là nó làm ban ngày cho nên là rất là dễ, chứ không như cạo truyền thống. Cạo truyền thống là phải nửa đêm gà gáy, đi nửa đêm gà gáy. Anh so sánh giữa mình khoan là mình cạo là thấy cái sản lượng mủ như thế nào? Cao hơn nhiều chứ. Nếu mà sản lượng giữa khoan bằng khí và cạo truyền thống thì nó chênh lệch nhau nhiều. Anh khoảng cỡ bao nhiêu phần trăm ạ? Tôi nghĩ rằng chắc nó được thêm khoảng từ 2-30% sản lượng tăng lắm. Thế anh thấy cái công cán của cái công việc này so với mình cạo truyền thống thì thế nào? Công việc thì nó cũng nhiều việc một tí đấy, thế nhưng có cơ bản là mình làm ban ngày cái công việc ấy. Thời xưa anh đi cạo ban đêm ấy thì anh thấy cũng mệt hơn là mình khoan không? Mệt hơn nhiều chứ. Đêm hôm mà 2-3 giờ sáng là phải dậy rồi, phải đi cạo. Mà bây giờ làm khoan bằng khí này thì mình đi buổi chiều, ban ngày thôi. Mình làm xong thì tối ngủ, sáng mai dậy. Cơm nước xong thì thoải mái, 8-9 giờ mình đi đổ. Anh thấy cái cách làm việc và chăm sóc khách hàng của đại lý vạn năng của công ty Vườn Xanh Tốt như thế nào ạ? Tốt, rất là chu đáo, rất là nhiệt tình. Mỗi khi như là chúng tôi cần tư vấn về kỹ thuật thì điện cái là các anh em kỹ thuật này sẽ hỗ trợ ngay. Hoặc là không lên được đến vườn nhưng mà cũng qua điện thoại nói cho rõ cách làm. Rất là tốt, rất là quan tâm, rất là chu đáo ấy. Như vườn của anh đây là trang bị là tổng hết bao nhiêu tiền nhỉ? Cái này nếu mà tất khoảng 17-18 triệu. Từ A đến Z luôn đấy. Từ A đến Z. Kiềng này. Kiềng này, bát, và bát nhựa nữa. 800 cây mà hết gần 20 triệu. Khoảng bao nhiêu lâu anh lấy lại gốc? Chưa đến tháng. Chưa đến tháng đúng không? Anh dự đoán hôm nay được bao nhiêu cân ạ? Nay hả? Nay chắc phải khoảng được 6-7. Này. Những cái lần khoan trước đây là lần nhiều nhất là được bao nhiêu anh? Nhất ở cái lô 400 cây này là nhiều nhất là 200 kg. Hai tạ. Ghê. Một lần bơm khí của anh là khoan được mấy phát ạ? Lần đầu tôi bơm là được 5, lần thứ hai là được 7 phát. Lần thứ hai là 7 nhát ạ. 7 nhát mới lại bơm lại đây. Lần bơm khí lần này là lần bơm thứ 3. Vườn anh tỷ lệ cây khô miệng nó nhiều không ạ? Khá nhiều đấy. Tôi là trước là chắc nó phải 800 cây thì nó phải mất khoảng 10-15% đấy nhỉ. Thế bây giờ mình những cây khô miệng đấy mình áp khí vào nó có già mủ không anh? Những cây nào mà khô hết ấy thì không có, nhưng còn những cái cây bình thường thì vẫn còn là khoan mình tìm mạch mủ nó vẫn có mủ. Còn nếu có thỉnh thoảng là cả vườn bây giờ nó khoảng 4-5 cây là bỏ được không. Ngày xưa là cậu bỏ nhiều lắm.
sơ cạo phải chắc phải hơn 100 cây. Hơn 100 cây là không có mủ. Cạo không có mủ. Đây là những cái lỗ khoan này, lỗ khoan của năm ngoái mà công ty Vườn Xanh Tốt ấy, đã đến làm thí điểm cho anh ấy là mấy tháng này. Đây là những cái lỗ khoan này, của năm ngoái đấy. Rồi, giờ đã lành hết rồi, bóc phát ra này. Cái này là khoan sâu quá, nó vào gỗ đi là nó bị bóc ra mất mảng như thế này này. Đó, xong này liền hết này. Xem cái lượng mủ như thế nào, lượng mủ này cũng được cả tô, cây này cây bé. Đây còn đây là 4 can của bác Thảo là nay được còn chuyến nữa à? 2 can nữa à? Tí về cần nốt. Thêm 2 can nữa là 618 này. Còn ít mũi chén này sau đây nữa. Được 178,4 cân và độ 326 và giá 337 được là 1.959.000 và mũ chén được 21,7 cân nữa, giá 15.000 nữa, là tổng cộng cái phiếu này là khoảng cỡ hơn 2 triệu. Đây, trả phiếu anh. Xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Bà con có thể vào group Facebook Hội Khoan Lấy Mủ Cao Su Bằng Khí Đúng Phương Pháp để hỏi đáp và trau dồi kinh nghiệm nhé.